Thưa quý vị, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đại úy Đỗ Minh Hiếu, trưởng Công an xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, luôn phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, sát cánh cùng tập thể công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Tháng 9 2019, Đại úy Đỗ Minh Hiếu được Giám đốc Công an tỉnh điều động về Công an xã Bình Tịnh. Trải qua gần 5 năm gắn bó với địa bàn cơ sở, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí Hiếu xem đây là cơ hội để trưởng thành, để dấn thân với con đường phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình thì bản thân mình làm cố gắng, làm hết sức, làm tròn trách nhiệm của mình. Một người thì không thể nào mà quán xuyến nổi hết. Bởi vì anh em trong công an xã phải đoàn kết thống nhất với nhau, mỗi người đều cố gắng làm hết sức để hoàn thành công việc chung. Để an ninh trật tự được giữ vững, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Hiếu đã dành nhiều thời gian xuống địa bàn thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời báo cáo, đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Chỉ tính riêng trong năm 2023, người dân địa phương đã cung cấp cho lực lượng công an 14 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng làm rõ 14 vụ việc, xử lý 63 đối tượng. Tôi thấy đồng chí Hiếu là phải nói là có cái bản tính là con người cũng nhiệt tình, vui vẻ, song sáo, cũng có cái tinh thần cũng như trách nhiệm cũng rất cao. Được nhân dân ta cũng biết, cũng quý mến đồng chí nhiều lắm. Với những kết quả đã thực hiện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm qua, Đại úy Đỗ Minh Hiếu đã được Bộ Công an và Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Nhất là khi mới đây, đồng chí Hiếu chính là một trong 15 công an xã tiêu biểu trong toàn tỉnh được tuyên dương. Đây chính là động lực giúp cho đồng chí Hiếu ra sức rèn luyện, thi đua lập công vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Nói chung đó là một cột mốc trong cuộc đời và đó đã tạo động lực giúp bản thân tôi nỗ lực phát huy trí tuệ và khả năng rồi phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đặt ra. Trong thời gian qua thì đồng chí Hiếu cũng đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện tập trung triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội nóng, cụ thể cũng như là đá gà qua mạng, đá gà truyền thống, vân vân. Thì có thể nói là đồng chí cũng đã được sự tin tưởng của người dân đồng thuận rất cao. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, đóng góp tích cực của Đại úy Đỗ Minh Hiếu đã giúp cho tình hình an ninh trật tự của xã Bình Tịnh ngày một ổn định, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền ngày một nâng lên, góp phần giữ vững tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh ở địa phương.